Sau chiến thắng game 4 cách đây vài ngày, Phoenix Suns chính thức dẫn trước 3-1 toàn series, một lợi thế quá lớn và rất khó để săn bằng hoặc lật kèo. Tuy nhiên, khi được hỏi về khoảnh khắc đứng trước tấm vé vào chung kết tổng đầu tiên của mình, Chris Paul của Suns đầy thận trọng trả lời rằng: "Chưa phải lúc nói về chuyện này, chúng tôi có thể đề cập đến vấn đề này sau. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu cuối cùng. 3 trận thắng không giúp bạn kết thúc một series. Chúng tôi hành quân đến LA để chiến thắng và bây giờ chúng tôi cần tập trung và sẵn sàng quay lại với sân nhà của mình." Rõ ràng là Paul George không muốn quá tự tin về tỷ số 3-1, vì trong quá khứ chính anh là nạn nhân trong cuộc lật kèo lịch sử này vào năm 2015. Thời điểm đó, Chris Paul còn đang khoác áo Los Angeles Clippers. Ký ức chẳng mấy vui vẻ hẳn còn in sâu trong tâm trí hậu vệ lão làng này vì sợ nói trước bước không qua, nên anh giữ cho mình thái độ cảnh giác. Và cơn ác mộng của lão Tam đang dần trở thành hiện thực. Hôm nay tại Game 5, dù được chơi trên sân nhà, thế nhưng Phoenix Suns đã thất thủ trước một tập thể LA Lakers thi đấu quá tốt. Dẫu thiệt hại về mặt lực lượng khi hai trụ cột là Kawhi và Chris Paul không thể thi đấu, nửa trắng thành phố LA đã khiến CP3 và các đồng đội phải ôm hận. Paul George tiếp tục khiến người ta phải gọi anh là Playoff P chứ không phải là Pandemic P nữa. Cùng với đó là sự bùng nổ đến từ Reggie Jackson. 3-2 và Clipper hoàn toàn có niềm tin về một cuộc lội ngược dòng vĩ đại nữa. Có thể thấy NBA, mọi thứ đều có thể xảy ra. 3-1 là một khoảng cách an toàn, thế nhưng đã có 13 lần cái khoảng cách đáng sợ ấy bị san lấp. Vậy nên sao hôm nay không cùng tôi đến với top 5 những cuộc lật kèo 3-1 kịch tính nhất NBA Playoff nhỉ? Tracy McGrady của Orlando Magic tràn trề tự tin phát biểu sau khi dẫn trước 3-1 toàn series với Detroit Pistons ở kỳ Playoff năm 2003. Câu nói này của T-Mark đáng ra đã được lưu danh lịch sử NBA, bởi nó đại diện cho một câu chuyện cổ tích ở NBA. Magic mùa giải năm nay đó là đội hạt giống số 8, còn Pistons đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng. Và T-Mark của Magic đã trải qua nhiều năm dừng chân tại vòng 1. Dẫn trước một ông kẻ với khoảng cách xa như vậy thật sự đáng tuyên dương. Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích này lại thiếu một cái kết có hậu. Dù là đội được đánh giá cao hơn, Detroit Pistons là đội bóng không có ngôi sao. Người được trả lương cao nhất là Cliff Robinson chỉ 8 triệu đô, và khoảng cách giữa người nhận lương cao thứ hai là Ben Wallace và người thứ 14 là 4,3 triệu đô. Viễn cảnh bị loại là quá rõ ràng, đó là những gì người hâm mộ, giới mộ điệu và cả T-Mark nghĩ đến. Thế rồi, huấn luyện viên Calisto quyết định dành nhiều phút thi đấu hơn cho Tayshaun Prince, người thi đấu khởi sắc trong chiến thắng Game 2. Prince được giao nhiệm vụ chăm sóc ngôi sao đội bạn là T-Mark, bước ngoặt của series bắt đầu từ đây. McGrady ghi lần lượt là 43, 46, 29 và 27 điểm với hiệu suất trên 51% trong 4 game đầu. Nhưng khi bị kèm cặp bởi Prince, hiệu suất của ngôi sao này giảm còn 36%. Prince tận dụng quá tốt thể hình của mình, đó chính là sải tay dài và khả năng đeo bám, chủ động truy cản tối đa các tình huống nhảy ném của T-Mark và đeo bám mỗi khi đối thủ di chuyển. Đồng thời, các đồng đội của McGrady không thể giúp sức. Orlando Magic thua liền 3 trận với cách biệt trung bình hơn 20 điểm và đành ngậm ngùi bị loại tại playoff năm đó. Bạn có nhớ đến câu nói của Chris Paul mà tôi đề cập đến ở đầu video không? Chính vì cuộc lội ngược dòng này đã khiến CP3 ám ảnh tới ngày hôm nay. Năm 2015, đứng trước cơ hội bước vào vòng chung kết miền Tây đầu tiên trong lịch sử, họ đã rất gần với cột mốc mới, chỉ còn cách một trận nữa thôi. Nhưng Clipper một lần nữa đánh mất chính mình. Ngày 17 tháng 5 năm 2015 đánh dấu chiến thắng Game 7 đầy kịch tính 113-110 của Houston Rockets ngay trên chính sân nhà Toyota Center của mình. Họ trở thành đội bóng thứ 9 trong lịch sử NBA lội ngược dòng thành công khi bị dẫn trước 3-1. Trận đấu ấy, tuy James Harden khá chật vật ở hiệu suất ném rổ với chỉ 7 trên 20 tình huống thành công, thế nhưng thần dâu vẫn là người góp công lớn nhất cho toàn đội. Những cuộc lật kèo luôn có dấu tay của tập thể thay vì chỉ một cá nhân. Bên cạnh Harden, Rocket còn có Dwight Howard, Trevor Ariza và Josh Smith chia nhau gánh điểm trong phần lớn thời gian. Rocket có lẽ đã ra về sớm hơn tại Game 6 khi mà khoảng cách trận này đã có lúc lên đến 19 điểm khi hiệp 3 còn 2 phút. Thế nhưng Josh Smith và Corey Brewer lại hóa thành hai đầu tàu để mở một chuỗi lên điểm 49-18 để đem Game 7 về với Toyota Center. Đây chính là lý do khiến Chris Paul chưa thể gáy sớm dù vẫn dẫn trước 3-2 tại playoff năm nay. Tiếp tục đóng vai kẻ làm nền cho một cuộc lội ngược dòng khác, Clipper một lần nữa lỡ hẹn với chung kết miền Tây. Đối thủ của họ lần này là Denver Nuggets. Tập thể vừa vắt kiệt sức mình sau 7 game căng não với Utah Jazz. Tận dụng được sự đuối sức của các anh thợ mỏ và Clipper vươn lên dẫn trước 3-1 toàn series. Nhưng Nuggets năm đó là lá cờ đầu trong phong trào ngược dòng toàn NBA. Họ ngược dòng 3-1 trước Jazz và sẵn sàng làm điều tương tự với Clipper. Công bằng mà nói, Clipper đã tự bắn vào chân mình khi các ngôi sao của họ không thể hiện mình, khi đội bóng rơi vào cảnh ngặt nghèo và không dẫn chứng nào phù hợp hơn cho sự tự thua của Clipper bằng Game 7. Trong một trận đấu mang tính quyết định như vậy, thế nhưng cả Kawhi Leonard và Paul George đều thể hiện vô cùng nghèo nàn về mặt hiệu suất, cũng như thiếu quyết liệt trong tinh thần thi đấu.
Hai ngôi sao lớn nhất đội kết hợp và ném thành công tổng cộng 10 trên 38 tình huống. Điên rồ hơn là bộ đôi này chỉ có một tình huống ném phạt cả trận, quá ít cho hai ngôi sao tấn công hàng đầu NBA. Theo chiều ngược lại, bộ đôi ngôi sao của nước Việt lại trình diễn một phong độ quá thần thánh. Nikola Jokic đạt triple-double 16 điểm, 22 rebound và 13 kiến tạo. Khả năng chuyền bóng thượng hạng của Jokic chính là điều tạo nên khác biệt trong một trận đấu mà anh luôn bị double team. Những đường chuyền của anh tìm đến các đồng đội đang chống trải và ghi điểm dễ dàng. Còn về Jamal Murray, anh thi đấu như một MVP chính hiệu với 40 điểm ghi được cùng hiệu suất 58%. Thất bại này của Clippers được xem là một trong những màn tự thua thất vọng nhất lịch sử NBA. Đội bóng ứng cử viên cho ngôi vô địch trình diễn nghèo nàn như vậy thật đáng trách. Golden State Warriors năm 2016 là một thế lực không thể ngăn cản tại NBA. Thời điểm ấy, người hâm mộ xem các trận đấu của Warriors không phải để xem họ thắng hay thua, mà họ đơn giản muốn biết các chiến binh vùng vịnh sẽ hủy diệt đối thủ với cách biệt bao nhiêu. Sức mạnh tuyệt đối này giúp họ kết thúc mùa thường niên với thành tích 73-9, xô đổ mùa giải lịch sử 72-10 của Chicago Bulls mùa 95-96. Họ mạnh từ cá nhân cho đến tập thể và ai ai cũng nghĩ họ sẽ thẳng tiến đến chung kết tổng mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Thế nhưng nhà đương kim vô địch đã phải gặp thử thách thật sự trên con đường bảo vệ ngai vàng. Đối đầu với họ ở chung kết miền là Oklahoma City Thunder, đội bóng đã loại hạt giống số 2 San Antonio Spurs tại bán kết với sự tỏa sáng của bộ đôi Durant và Westbrook. OKC đã vươn lên dẫn trước 3-1 sau 4 game đấu. Thế nhưng Warriors ngay lập tức nhắc nhở họ rằng ai mới là người đang nắm giữ ngôi vương NBA. Không còn gì để mất, Warriors đã chiến đấu với tinh thần chiến binh đúng nghĩa để thắng cả 3 game đấu còn lại, tạo nên cuộc lượng ngược dòng ngoạn mục bậc nhất lịch sử NBA. Trong đó phải kể đến màn tỏa sáng rực rỡ của Klay Thompson. Tại game 6, Klay đã ghi tới tận 41 điểm, trong đó có 11 cú nã 3 chính xác góp phần giúp Warriors thắng kịch tính OKC với tỷ số 108-101. Để rồi ở game 7 quyết định, khoảnh khắc Stephen Curry thực hiện cú ném 3 từ khoảng cách 27 feet để đóng hòm cho giấc mơ đi tiếp của OKC. Người hâm mộ Warriors đã phải trải qua một mùa hè với vô số cảm xúc hỗn độn. Họ vừa hân hoan sau màn lội ngược dòng 3-1 trước OKC tại chung kết miền Tây, thì lại phải chưng hửng khi đội bóng con cưng của mình đánh mất lợi thế 3-1 trước kình địch miền Đông là Cleveland Cavaliers. Màn lội ngược dòng của các kỵ sĩ đoàn vùng Ohio thậm chí còn vĩ đại hơn, bởi lẽ khoảng cách như vậy tại chung kết tổng từ trước đến nay chưa một đội bóng nào có thể làm được, ngoại trừ Cleveland Cavaliers. Vài ngày sau thất bại ở game 4, Cleveland Cavaliers đã giành chiến thắng tại game 5 nhờ sự xuất sắc của bộ đôi LeBron James và Kyrie Irving. Và tại game 6, các chàng lính ngự lâm vùng Ohio đã tận dụng lợi thế chơi sân nhà để gỡ hòa 3 đều trước sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ Golden State Warriors. Thế nhưng các chiến binh vùng vịnh vẫn còn đó điểm tựa sân nhà game 7. Hàng ngàn cổ động viên có mặt tại Oracle Arena là nguồn sức mạnh to lớn cho các cầu thủ trên sân. Chỉ tiếc rằng đó lại biến thành sân khấu cho hai tình huống kinh điển nhất lịch sử các kỳ chung kết tổng. Đầu tiên là tình huống block từ phía sau của LeBron James dành cho Iguodala khi tỷ số đang là 89 đều và thời gian thi đấu chỉ còn hơn 1 phút. Tình huống thứ hai đến từ Kyrie Irving, cú ném ngoài vạch 3 điểm hội tụ đủ sự đẹp mắt, độ hiệu quả và cả sự máu lạnh chính thức biến Golden State Warriors thành cựu vương. Kỳ tích này của các kỵ sĩ đoàn càng ký ý nghĩa hơn khi đây chính là chức vô địch đầu tiên của thành phố Cleveland trong hơn nửa thế kỷ. Thể thao vốn là vậy, kết quả vốn khó đoán định đã làm tăng tính hấp dẫn của bất kỳ môn thể thao nào trên thế giới. 3-0 hay 3-1 cũng chỉ là những con số. Kẻ yếu sẽ sợ sệt mà chạy trốn, còn kẻ mạnh sẽ dùng bản lĩnh của mình để làm nên lịch sử. Clippers sau bao năm đóng vai kẻ bị lật kèo, nay họ lại trở thành những tay lội ngược dòng thượng hạng. Và hãy cùng chờ xem nửa trắng của thành phố LA có thể khiến cõi NBA phải kinh ngạc hay không sau vài ngày nữa nhé.